Thưa quý vị, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực cảng Cái Mép Thị Vải, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ tiến hành khảo sát khu vực dự kiến khai thác nguồn vật liệu xây dựng tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ để xem xét một số vấn đề liên quan đến điều kiện khai thác tại các điểm mỏ để phục vụ nguồn vật liệu xây dựng cho thi công cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Sau khi tiến hành khảo sát lô 2B, lô 3A, lô 4 thuộc xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, đoàn công tác của Sở Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực cảng Cái Mép Thị Vải, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ nhận thấy khu vực mỏ lô 2B đã nằm trong quy hoạch khai thác tài nguyên khoáng sản và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, nhưng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ. Đoàn cũng khảo sát các vấn đề liên quan đến đường dây vận chuyển vào mỏ khai thác, cũng như đường điện đấu nối để phục vụ hoạt động khai thác mỏ.